Trước khả năng có thể mạnh lên thành bão của áp thấp nhiệt đới, ngay trong chiều hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp để bàn các biện pháp ứng phó. Nội dung trọng tâm trước khi áp thấp đổ bộ là kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào đất liền các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng vào chiều và tối ngày hôm nay 9 tháng 10. Khi đổ bộ sẽ kèm theo mưa từ 100 đến 200mm ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên. Các chuyên gia cũng nhận định mưa của áp thấp trong thời gian ngắn nhưng cường độ lớn. Vì vậy, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất, nhất là ở khu vực miền núi. Chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, các địa phương khẩn trương rà soát triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước. Trước khi áp thấp đổ bộ, cần kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động di chuyển vào bờ hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh tư tưởng chủ quan của người dân. Thông tin kịp thời cho chủ các phương tiện biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để sẵn sàng các biện pháp phòng tránh.